Xin chào anh em, đây là chiếc Link Enco 05, một trong những chiếc xe dự kiến cũng sẽ được về Việt Nam vào cuối năm nay. Đây có thể coi là một phiên bản coupe của chiếc 03, bởi vì những thông số về động cơ, về kích thước là tương tự như chiếc 03, chỉ khác biệt mỗi cái đuôi nó vớt kiểu coupe thôi. Và dự kiến chắc chắn là chiếc xe này sẽ có mức giá cao hơn chiếc 03 rồi. Đấy, cụ thể cái đuôi như nào lát nữa chúng ta sẽ bước vào phía sau. Đấy, chiếc này có điểm hay hơn là tôi mượn được cái chìa khóa rồi, tôi sẽ nổ máy lên và để cùng anh em nhìn cái độ họa đèn cũng như là ở phía bên trong các cái màn hình nó hiển thị ra như nào. Trước khi đi vào chiếc xe này thì muốn nói chuyện thêm với anh em một chút về Link Enco nói chung. Về video về chiếc 03 đã lên sóng bên xe rồi thì tôi thấy anh em có hai cái luồng ý kiến đưa ra nhiều nhất. Đầu tiên là anh em bàn về cái mức giá bán, tôi dự đoán là nó khoảng loanh quanh khoảng từ 900 đến hơn 1 tỷ. Thì anh em nói là mức giá bán đấy cao. Thì tất nhiên đấy hoàn toàn là những cái cảm nhận của anh em thôi và nó có cơ sở. Tuy nhiên thì với những cái thông tin chúng ta biết được là về nền tảng khung gầm, động cơ, rồi về hệ thống điện cũng như hệ thống an toàn là dùng chung với Volvo nhé. Và cái thứ hai là ngày hôm nay tôi có cơ hội trải nghiệm trực tiếp ở Trung Quốc trong một cái showroom của Link Enco về độ hoàn thiện, về chất liệu thứ thì tôi cũng tự tin khẳng định rằng là cái xe này mức giá nó sẽ không thể rẻ được. Trừ khi là có cách nào đấy trốn thuế hay như nào đó, chứ một chiếc xe lại còn nhập khẩu từ Trung Quốc và với những cái thông số với độ hoàn thiện như này thì chắc chắn là mức giá nó sẽ không thể rẻ. Và thậm chí là về Việt Nam để có mức giá bán cạnh tranh hơn thì chúng ta sẽ phải chấp nhận ở những cái phiên bản thấp, cắt đi nhiều option. Cái đấy là những cái mà có thể anh em đã có thể nhìn được ngay thời điểm này rồi. Rồi, không dài dòng lan man nữa, chúng ta sẽ đi vào chi tiết chiếc 05 ở đây. Thì có thể thấy là các thiết kế của Link Enco thì nó được duy trì từ những cái dòng xe nhỏ đến xe to hơn, đến xe sedan, đến coupe các thứ thì nó vẫn giữ được những cái đường nét như thế. À, có một cái anh em cũng comment khá nhiều ở cái video trước ấy, đó là việc tại sao nhìn chiếc xe này có vẻ nó hơi ngắn. Chiếc xe này được xếp ở phân khúc hạng C và chiếc 05 này có chiều dài trục cơ sở cũng ngang với chiếc 03 luôn là 2734mm, tức là chiều dài cơ sở này lớn hơn CX-5, thấp hơn một chút so với Tucson và Sportage. Tucson, Sportage nó đâu đó nó rơi vào 2m8. Tuy nhiên Tucson với Sportage ở Việt Nam là phiên bản trục cơ sở kéo dài, đấy thì nó sẽ dài hơn, nó sẽ to hơn. Tại sao anh em nhìn thấy chiếc xe này ngắn? Bởi vì cái thiết kế của Link Enco ấy, nó sẽ thiên về nó bầu bầu theo chiều ngang, nên cảm giác là cái tỷ lệ chiều ngang nó cao quá, chiều dọc. Xin lỗi anh em, theo chiều dọc. Nên chiều dọc nó phình to thì nhìn cái chiều ngang về cái hiệu ứng thị giác nó sẽ bị ngắn đi. Đấy thì lát nữa bước ra phía sau chúng ta sẽ nhìn bước sang bên chúng ta sẽ nhìn cái phần thân xe kỹ hơn. Rồi bây giờ nhân tiện đang có cái xe nổ máy ở đây thì mời anh em quan sát kỹ cái đồ họa của đèn. Đây chính là cái đèn định vị. Đấy và cái tất cả các xe của Link Enco thì đều có một cái đèn nó nhô nhô lên ở phía bên trên như này. Đấy, không biết xi nhan ở đâu nhỉ? Anh cứ để cái góc quay để em bật thử xi nhan lên xem nào. Đây. À, khi bật xi nhan thì cái giải định vị này nó sẽ chuyển sang nháy nháy màu vàng. Rất đẹp và vô cùng là ấn tượng. Không biết anh em nghĩ sao chứ về đồ họa này thì rất khó để chê. Và đặc trưng thiết kế tiếp theo đấy là nó sẽ được chia thành hai mảng nhé. Một cái đèn ở phía trên và một cái ở phía dưới. Cái lưới tản nhiệt này cũng chia được thành hai khoang luôn. Khoang trên này làm bay ra như một cái mồm rộng. Và hai bên là hệ thống đèn chiếu sáng. Ở đây là projector đang để cốt thì cái này sáng. Pha lên thì cái nhỏ kia sẽ sáng. Sẽ pha lên luôn này. Đúng không? Pha lên thì cái kia sẽ sáng. Rồi mình sẽ tắt đi để không bị chói mắt cho anh em. Đúng không? Cái đèn còn lại sẽ sáng. Đấy, độ họa đèn rất là ấn tượng, cầu kỳ. Và đây, chia khoang tiếp xuống phía dưới. Đây là radar này. Có cả radar, có cả camera sensor luôn để phục vụ cho hệ thống an toàn chủ động. Logo của Link Enco rất đơn giản. Mình cũng diễn nôm, anh hiểu cái logo này như nào, liên quan gì đến Link Enco không? Nó rất là trừu tượng, chiều, rất là trừu tượng. Trừu tượng, cực kỳ đơn giản, hai cái mảng màu, hai màu. Mà lại màu lại không có gì nổi bật, màu đen với cả màu xám ghép vào với nhau. Chứng tỏ là họ khá tự tin vào cái độ nhận diện của thiết kế đúng không? Nhìn thiết kế là người ta biết Link Enco, chứ nhìn logo chịu luôn cái logo này. Và tôi sang Trung Quốc 2 ngày hôm nay thì tôi thấy là một số những hãng xe mới bây giờ cái logo họ làm rất đơn giản. Hôm qua mình xem con Nios à? Con xe điện Nios ấy. Nios đúng không anh? Nio.
Nó cũng rất đơn giản lắm, nó chỉ có mấy cái gạch 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 gạch. Nhìn là không thể nhận ra được là logo của hãng gì. Lúc nãy con 03 có thể là tôi quan sát chưa kỹ lắm, nhưng mà con này nhìn thấy bốn cảm biến phía trước này, cũng có hệ thống camera 360 độ. Đây, mời anh em bước sang phía bên này. Đấy, coupe phải như này, anh vòng hẳn ra sau cái cột đấy. Đấy, như này cũng được. Đây, con này nó hấp dẫn ở cái khi mà anh em quan sát ở góc này. Nó hơn con 03 đầu tiên là cái gì? Cái mâm. Mâm này là 20 inch và tạo hình khác rồi. Tạo hình đẹp hơn, ấn tượng hơn. Và bản lốp ngang lên tới là 245. 245 với một con hạng C này cũng khá là to rồi. Nhưng mà để cái dáng coupe này mà nhìn nó ra chất coupe, ra chất X6 hơn thì nó phải rơi vào 255. Không sao, anh em mình về có thể độ được. 245 cũng khá là ổn với một chiếc xe như thế này rồi. Mâm 20 inch. Hốc bánh to mà. Vâng. Chỗ này to, đúng không? Hốc bánh to. Hệ thống treo ở phía trước là treo càng kép đấy chứ, đúng không? Nó phải treo MacPherson đó. Đúng rồi, treo càng kép. Phía sau là liên kết đa điểm. Xịn không? Đúng không anh? Cái này treo càng kép đúng không? Đó. Cực kỳ uy tín nhá. Cua lốp này, mang cá rất là tươm tất. Và ở đây tôi muốn cùng anh em nhìn cái chi tiết này, một chi tiết mà tôi cũng rất là ấn tượng trên chiếc Lincoln Co. Đấy chính là cái gương. Cái chuyện cái gương nó được không đặt ở trên cột A mà nó đặt xuống cái cửa xe thì là cái rất nhiều hãng làm rồi. Nhưng anh em nhìn cái khác biệt nữa của Lincoln Co này. Em nhìn này, cái chỗ này này, thấy không? Họ vuốt cho nó vát, rất là gọn để chúng ta có cái tầm quan sát tốt nhất có thể. Chưa kể là nó có thể liên quan tới khí động học nữa, đúng không? Cản gió. Đây, luồng gió thì thường khi mà nó quẩn nó sẽ chạy từ đây và nó sẽ xuyên qua đoạn này. Nên tại sao một số chiếc xe thể thao nó sẽ có cái mang chia gió rất nhỏ ở chỗ này để điều khiển lại luồng gió này. Chưa kể là cái xe này nếu mà anh em bước ra đây, đây. Đúng không? Chắc chắn là chi tiết khí động học. Gió sẽ được luồn qua đây, đẩy về phía sau. Đấy, và về mặt lý thuyết là con này sẽ có tính khí động học tốt hơn là cái con 03 kia, nhờ cái thiết kế coupe và những cái đường nét được làm ưu tiên cho khí động học. Đây, và đây. Anh em nhìn này. Sao? Cực kỳ quyến rũ. Tất nhiên cái thiết kế này thì có nhiều ý kiến khác nhau, nhưng mà với một người trẻ như tôi thì tôi thích cái thiết kế coupe này, nó thực sự ấn tượng. Cái này mở cốp ở đâu vậy? Mở cốp. Con này mở cốp. Ủa, anh em biết ở đâu? Cái này lúc nãy mình cũng mò mãi mới ra. Cốp ở đâu? Chắc chắn ở dưới này không có cái hõm rồi nhá. Và cũng không thể chuyển xuống dưới này, bởi vì cái nắp cốp nó chỉ đến đây thôi. Và nhìn trên này không có một cái nút nào cả. Đấy, cái nút mở cốp của nó nằm ở chữ O này anh em. Đấy, và một nút cảm ứng nhá, chứ không hề có cơ. Cái thể tích của cốp, cái độ sâu theo chiều phương ngang này của lòng cốp thì cũng như chiếc 05 thôi, nhưng mà chiều này nó sẽ không bằng, bởi vì cái thiết kế coupe nó vuốt cái đuôi xuống dưới. Không biết là có bị chật hơn nhiều không. Chống kẹt cũng khá là nhẹ nhàng. Hai ngăn đựng đồ và có lốp dự phòng size bé, cũng giống như chiếc 03 luôn. Lốp dự phòng size bé. Loại Infiniti nha anh em. Lên, đang có chìa khóa đây, lát nữa mình sẽ lên mình nghe thử hệ thống loa xem thế nào. Đây này, anh quay cái góc ngang này để cho anh em nhìn cái đôi coupe. Rất ấn tượng. Nó là một con 03 coupe thôi. Anh em thanh niên mà đi con này thì đúng là bao bảnh, bao đẹp dài, sành điệu, ăn chơi luôn. Xe này dẫn động cầu trước. Ở với các cái xe của Lincoln Co, nếu mà có dẫn động hai cầu thì thường là có hỗ trợ của hybrid và plug-in hybrid, chứ họ sẽ không làm cái trục các đăng chuyển từ động cơ phía trước để ra cầu sau, mà những cái xe hai cầu đây là có cái motor điện riêng cho cầu sau. Rồi bây giờ bước vào bên trong, em nhờ anh Tân đi sang bên kia giúp em với, vào hàng sau trước. Ủa, anh em cứ bảo tôi nông dân nhưng mà nếu mà nghe cái tiếng đóng cửa này thì cực kỳ uy tín, cực kỳ cua gạch, cực kỳ uỳnh uỳnh. Và anh em nhìn cái độ dày của cái cánh cửa này, cái ô cửa kính này, nhìn đi. Và anh em nhìn độ hoàn thiện này,
nó không thể rẻ được. Nếu mà anh em so với những chiếc, kể cả những chiếc xe Trung Quốc hiện tại ở Việt Nam, đã về Việt Nam như là Beijing X7, như Havan các thứ, thì cái độ cao cấp của chất liệu, độ hoàn thiện dù cũng rất là tốt, rồi xe Trung Quốc thì luôn luôn độ hoàn thiện rất là tốt, nhưng mà nó không thể nó ở cái mức độ mà trông nó tinh tươm như con này được. Tôi xin phép rồi nhá, có thể hơi nông dân một tí nhưng mà anh em có thể nhìn thấy cực kỳ chắc chắn luôn. Nói về độ rộng thì tất nhiên là nó sẽ không bằng con 03 rồi. Về phía trên này, còn đây khoảng cách này thì ok, không khác gì cả, bởi vì trục cơ sở nó vẫn như vậy mà. Với một người thấp bé như tôi thì cái này nó không phải là vấn đề. Tất nhiên nó sẽ bí hơn, bởi cái cửa sổ trời nó cũng sẽ không thể kéo được sâu xuống 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 đây. Lên cao nặng như thế nào để cho anh em dễ hình dung nhỉ? Em cao chưa được 1m7, nặng 70 cân. Ngồi thoải mái. Ngồi thoải mái mà, nhưng mà anh em nào 1m75 thì cái đầu nó sẽ bị thụt lên nhiều hơn. Có cửa gió điều hòa, cổng sạc các thứ đầy đủ. Rồi, bây giờ mình bước vào phía trước để mình khám phá cái giao diện của hai màn hình. Anh em, đây, khi mà đã nổ máy lên thì sao? Anh cứ mở hẳn cửa ra cho nó rộng này. Nổ máy lên thì chúng ta nhìn cái gì? Có camera 360, độ nét tôi nghĩ cũng bình thường thôi. Tôi cũng không quá ấn tượng về, à không, tôi cũng không quá ấn tượng về cái đồ họa ấy. Trông nó bị hơi, độ nét thì cũng bình thường. Nếu mà so với, à không, không không không, nói thế không đúng nhá. Mẹ nhìn mặt của mấy ông anh này. Nhưng tại sao em cứ cảm giác nó dại dại nhá? Anh có cảm thấy thế không? Nó sai màu à? Nó sai màu xe nhỉ? Cửa bây giờ anh em đang mở để quay. Nó bị sai, nó cứ dại dại nhưng mà cực kỳ nét luôn. Nếu mà để xét về độ nét thì khủng khiếp ấy. Nhìn lúc nãy có mấy ông anh đi lòng vòng đấy, nhưng mà em cứ thấy nó cứ bị dại dại nhá. Tại sao mình lại có cảm giác như Bởi vì nó cái không này ổn lắm? nó tạo ra bằng máy tính, còn cái này nó quay bằng camera, nó ghép lại, nó nhìn nó rất là hơi dại dại. À, tức là cái cách thiết kế đồ họa 3D của ông này chưa tốt đúng không? Còn về chất lượng camera thì cực kỳ ngon. Nét căng đét luôn. Màn hình to. Về Việt Nam thì ban đầu sẽ chưa có bản đồ theo xe mà sẽ có Android Auto và Apple CarPlay. À, màn hình cũng kiểu iPad luôn, cũng kiểu một nút bấm chính giữa. Điều hòa, hệ thống điều hòa vẫn được để ra ngoài đấy, những cái mà hay dùng đó. Rất hay. Và xe nào của Linh Anh Cô cũng thế. Cần số cũng như vậy. Cần số điện tử, đỗ xe ở đây, drive mode. Phanh tay điện tử auto hold đây và drive mode cho anh em xem này. Xoay. 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 Trời. Quá đẹp luôn. Còn hiển thị ở đâu nữa không? Ở đây và các cái này nó cũng thay đổi theo drive mode này. Đó, đồ họa của đồng hồ. Đây toàn tiếng Trung thôi. Rất đẹp. Và anh em nhìn lại cái độ hoàn thiện này. Nhìn này, chất liệu này. Nhựa gì đây? Một cái loại nhựa mềm và được làm các cái vân ở đây, và có da này, bọc da này, ghế làm ghế đua, cái kiểu ghế đua này ở đây, anh em cũng nhìn thấy có những cái chi tiết nhựa. À. Nhìn chưa? Con này dùng động cơ cũng giống như chiếc 03 thôi, đó là động cơ 2.0 turbo cho ra công suất khoảng 250 mã lực, 350 Nm, đi kèm với hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Đây cũng là một con số về động cơ ấn tượng và nó cũng giống như trên chiếc XC40. À, như vậy là chúng ta vừa mới khám phá nhanh chiếc Link Enco 05. Anh em nghĩ sao về chiếc xe này? Với những trải nghiệm thực tế của tôi ngày hôm nay, hãy comment ở phía bên dưới nhé. Và anh em nghĩ sao về mức giá bán nữa, cũng tiếp tục chúng ta lại chém gió tiếp. Đừng quên bấm nút đăng ký để ủng hộ chúng tôi sớm đạt tới 400.000 subscriber. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video sau.